về bay ngoan ngoan rồi nằm xuống rồi từ 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 bà chân bị quậy quá bây giờ là từ từ bà lấy bánh cọt chân nè nha. Sao bánh cọt anh không ăn, anh gấp để cọt chi vậy anh? Bi em ơi. Cái gì? Bữa nay mua bánh cọt cho Bi ăn mà mình năm cũng ăn hả? Trời ơi, chưa gì gấp để riêng cho nó vậy đó hả? Chứ giờ bánh ngon nè, còn nóng nè, để một lọc bánh nóng, giữ nóng về cho Bi ăn. Nó mà biết vậy chắc nửa lớn nó thương anh nhiều lắm, nó chả hiếu cho anh đó ha. Chưa gì bánh cọt đem ra cái gấp chừa cho anh Ruby. Cho Bi ăn 6 cái thôi. Trời ơi, nhà ngoan không? Ở nhà có giữ em kém không? Trời ơi, bữa nay. Thôi, ra ra được, từ. Ngồi xuống, nằm xuống cuối đầu rồi bà nói. Bà cho ăn, nghe không? Nè, bánh khọt nè. Bữa nay bà đi lại để tới bà mua ăn bánh xèo. Mùng 5 tháng 5 nè, rồi bà nhớ tới con. Bà mua bánh khọt. Bà ngoan. Rồi, nằm xuống rồi. Từ, bà chăng. Bị quậy quá bây giờ là từ từ bà lấy bánh cọt chăng nè nha. Bà cú sát xuống nào. Giỏi quá, mùng 5 tháng 5 ăn bánh cọt hay không ha. Học được hỏi lại cái đó là hỏi nó rồi nha. Mùng 5 tháng 5 nè, ba mua bánh xèo buổi tới đó. Này không có được Ruby nghe không? Ruby nằm xuống, cúi đầu xuống, cúi xuống. Từ từ gấp quá à. Chừng nào ba nói cho ăn mấy anh hiểu không? Đây nè, ba sắp cho nè. Không được đó, sắp xếp đẹp chưa? Một dĩa bánh khọt luôn nha. Bi ngoan mà, cho nên là cho ăn mùng 5 tháng 5 đàng hoàng nè. Đâu cúi đầu sát xuống rồi, cúi sát xuống rồi. Trời ơi giỏi vậy, cúi nhau giống con cá sấu, cúi sát xuống, cúi sát trời ơi giỏi vậy, giống con cá sấu vậy hả? Rồi cho ăn nha. Rồi ăn đi con, ăn từ từ con à, đặng thưởng thức cái ngon của nó. Các quậy phải không? Có quậy không? Ở trong chuồng là tiếu ta tiếu tích rồi, kêu ông Bi ra biểu rồi ha. Quậy phải không? Rồi con múa đi rồi cha. Múa mạnh lên. Rồi hay được rồi. Đây kêu đứa kia múa rồi đứa này nằm xuống cúi đầu sẵn rồi đang chờ cho ăn đây nè nha. Có ăn rồi á, không có cần sai cần biểu gì hết á hả, thấy là đầu tự chấp hành nè. Rồi cho ăn nè hả, ai kêu nằm xuống cúi đầu mà nằm chờ hoài vậy hả? Ai kêu nằm xuống cúi đầu vậy hả? Thì chờ vậy đó ha, mà đâu có nhiều đâu, có mấy miếng bánh tráng dụng mà làm vậy đó.